Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái cách làm bánh mì vỏ mỏng mềm ruột xốp. Mình làm bánh mì cho gia đình ăn là hơn 10 năm rồi thì mình chỉ làm 4 nguyên liệu là bột, nước, muối và men. Sau này thì mình thêm nhiều cái chất. Hôm nay mình sẽ thêm cái chất để tạo cho cổ bánh mì nó mềm, lâu, vỏ mỏng và rất là thơm ngon. Mình sẽ giới thiệu cái chất đó ở phần cuối video kỹ lưỡng hơn. Bây giờ thì mời các bạn bắt đầu làm. Nguyên liệu mình làm hôm nay thì gồm có 6 chất như trên màn hình. Đầu tiên thì mình sẽ xài nửa ký bột. Bột này là bread flour, tức là bột mì 12.7% protein. Mình xài cái bao kia hết rồi, mình đổ thêm cái bao mới vô. Năm trăm gram bột mì này nó tương đương với lại hơn ba cấp. Mình cân cho nó chính xác hơn, mình sẽ cho vô là một muỗng cà phê muối. Nhưng mà có khi thì mình cũng xài nửa muỗng thôi, tùy cái bữa mình muốn ăn với cái gì. Ăn mặn, ăn bình thường, ăn không thì một muỗng. Một muỗng cà phê đường. Đây, gọi là Duff Enhance. Nó là, họ khuyên là ở trên cái bao bì là một muỗng cà phê cho một cốc flour. Tức là theo cái này phải là 3 muỗng cà phê rưỡi. Nhưng mà mình chỉ xài 2 muỗng thôi. Tại vì đây là lần đầu tiên mình xài cái loại Duff Enhance này, là bên Việt Nam mình gọi là phụ gia. Nhưng mà đặc biệt cái phụ gia này là hoàn toàn chất thiên nhiên. Mình sẽ cho vô một muỗng cà phê instant yeast. Nó tương đương, nếu mà bạn dùng cái gói thì nó tương đương với nửa gói á. Mình trộn sơ nó. Xong mình sẽ xài là 350 nước. 350 nước cho 500 gram bột mì thì tính ra cái lượng hydration của mình là 70%. Rồi, mình rửa tay sạch rồi mình bỏ tay vô mình nhồi. Thật ra mình cũng không cần nhồi, mình chỉ là trộn cho nó đến khi nào cái bột nó không còn bột khô thôi. Mà cũng rất là lâu, mình làm cũng có nhiều khi cũng là nửa tiếng đồng hồ, trung bình là 20 phút. Mình làm đó khi mình quay phim, đến khi tại vì mình cần một cái tay để mình bấm cái máy á. Rồi sau khi đó thì mình sẽ xài hai tay, mình kéo cái bột, kéo ra kéo vô, xếp lại, kéo ra kéo vô, xếp lại. Chỉ vậy thôi chứ cũng không có cần nhồi kỹ. Mình hay có cái cách nhồi bột kiểu vậy đó, chỉ túm 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 hoặc là kéo ra thôi. Bây giờ thì coi như là mình thấy là nó không còn bột khô nữa thì mình thoa tí dầu để mà mình gỡ nó ra khỏi cái nồi được á. Tay mình nhồi bột đến khi mà bột nó khô rớt ra khỏi tay luôn á. Bây giờ mình cũng túm túm nó lại rồi mình bỏ lại vô trong cái nồi. Nồi đó là cái nồi instant pot á, nhưng mà mình chỉ xài cái ruột của nó để mình hôm nay á, thì mình không có ủ instant pot mà mình sẽ để nó qua đêm. Bánh mà để qua đêm á, thì mình xài ít men hơn, xài 1 teaspoon cho 500 gram bột. Cho vô cho nó khỏi dính, để lấy khi mình lấy bột ra cho nó dễ. Xong rồi mình đậy lại, mình bỏ vô tủ lạnh, sáng ngày mình lấy ra. Nó không nở nhiều. Nếu mà các bạn muốn mà nó nở thêm á, thì để ở nhiệt độ phòng cho nó đến khi nào nó nở gần đầy cái thau nó cũng được. Nhưng mà mình không cần thiết. Mình chỉ cần nở hơn gấp đôi là được. Cho ra bột khô trên mặt bàn, mình sẽ chia nó. Đây là cỡ 800
70-80 gram, mình chia cho 5 thì mỗi phần được 175. Tại cái khung của mình á, là có 5 ngăn thì mình chia ra làm 5 cho nó dễ. Các bạn có thể chia 6, chia 8, tùy các bạn muốn ổ lớn hay ổ nhỏ. Thì 5 phần đó, mỗi phần mình sẽ tạo hình ra 5 trái banh. Mỗi cái trái banh mình túm túm để cái mặt trên nó hơi căng một chút. Rồi ở dưới thì mình cho tí bột khô vô. Cứ như vậy thì mình làm ra 5 trái banh. Xong rồi thì mình sẽ đậy nó lại, ủ cỡ 30 phút. Bạn có thể ủ hơn trên dưới 30 phút cũng được, tùy theo cái tình hình mình đây. Nhiệt độ ở trong nhà mình là 70 độ C, 70 độ F chứ, xin lỗi. Mình đậy lại. Xong rồi sau 30 phút mình lấy ra. Bây giờ bữa nay thì mình sẽ tạo hình kiểu khác. Trước nay mình xài, mình theo hình tam giác, tại mình xài cái chất phụ gia này, mình làm y chang mấy cái người mà làm ở lò bánh mì á, họ đập cái miếng bột ra hình tam giác. Thì mình cuốn ngược lại hồi trước đến giờ. Bây giờ mình cuốn cái phần nhỏ đi qua phần lớn. Hồi trước mình cuốn cái phần ở dưới sát bên mình trước. Bây giờ mình làm kiểu này. Kiểu này thì mình thấy mọi người là hay làm theo kiểu này. Còn lại cái mí cuối cùng thì mình giữ lại, mình chỉ là cuộn nó. Nhưng mà khi mà bạn đã xài cái duff in hair này á, thì để làm cho vỏ nó mềm, vỏ nó mềm, mình để 2-3 ngày vỏ cái bánh mình nó không hề cứng lại, thành ra nó cũng rất khó có cánh. Nếu muốn có cánh là mình phải bỏ thêm là trứng rồi những cái chất mà làm cho nó cái bột nó cứng lên, nó nở cứng lên chứ không phải là cái bột cứng. Rồi bây giờ thì mình chuyển nó qua cái khung, mình để cái phần mà giáp mí nó nằm ở phía dưới, mình đậy lại, mình ủ nó khoảng từ 45 phút cho tới 1 tiếng đồng hồ. Khi mà mình thấy nó cỡ 60-70% nở cỡ đó thì mình bắt đầu mình vặn lò lên, mình ngừa nó thật là cỡ thêm 15 phút nữa. Thành ra mình nghĩ cái bột của mình nó nở khoảng tới 80% thì mình cỡ 60-70% mình lo bật lò. Lò mình sẽ bỏ hai cái vỉ để nước ở dưới là 2 cấp nước. Vỉ thì mình để cái 5 vỉ. 5 ngăn thì mình để ngăn thứ hai từ dưới lên. Rồi nhiệt độ thì 400 độ F, 450 độ F. Bây giờ mình thấy là mình thử, mình đè nó, mình nó từ từ nó cái dấu tay của nó từ từ nó búng lên lại á, thì nó coi như là bột của mình được rồi. Mà nó còn nguyên dấu, mình đè cái tay vô vẫn còn nguyên dấu là mình biết là mình đã ủ quá lố. Còn mình đè vô mà nó búng lên lẹ liền, nó điền lên không có cái dấu tay mình á, thì mình biết là chưa tới, mình ủ thêm 5-10 phút nữa. Sau khi cắt xong á, thì mình xịt nước. Rồi mình mở lò ra, mình cũng xịt nước lần nữa. Mình sẽ nướng nó 450 độ F, tức là 230 độ C, cỡ 7 phút. 7 phút này là cái đó bạn thấy nở lẫn nó có bụm sụt xuống là chỗ đó là nó bị xì. Đó, nó nở nhưng mà nó không có... Cái mí nó không chịu bung lên là bởi vì cái vỏ nó mềm. Nhưng mà rất là thơm luôn. Các bạn biết cái bột, cái Duff in hair này á, nó thơm lắm. Tại vì nó gồm có những vital gluten, đó là cái chất chất đạm á. Rồi có cái chất chua, sweet dairy quy là chua. Rồi cái malt đó là giống như mạch nha, cái bột của ngũ cốc á. Rồi có cái
có vitamin C là cái axit ascorbic á. Bạn thấy là nó nở cái lỗ nó đều mà nó to, rất là xốp luôn. Mình để mấy ngày nó cũng còn mềm. Đó, hôm nay mình chia sẻ lần đầu tiên mình làm với lại cái phụ gia này. Mà cái phụ gia này không phải là hóa chất nha. Đây là những cái tự nhiên, toàn là những cái bột ngũ cốc, những cái chất gluten đồ này kia, là nó tổng hợp lại dùm cho mình, khỏi xài vitamin, khỏi xài mạch nha. Thì họ bán chung vậy. Mình sẽ để link, các bạn nào muốn mua thì biết cái hình dáng nó như thế nào. Mình chia sẻ tới đây là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.